Chào tất cả anh em, mình là Táo Độ. Hôm nay mình làm clip bán xe tổng hợp. Mình cập nhật những cái mẫu xe shop mình vừa về em nhé. Thì đập vào mắt anh em luôn là con Z800 2015 bản có ABS anh em nhé. Con này thì được lên những cái đồ chơi cơ bản, đủ dùng luôn cho anh em. Đầu tiên là SC Project anh em này, SC Project tem khắc của lối Sirion. Tiếp theo nữa là cái bảo vệ động cơ anh em nhé, bảo vệ động cơ Kawasaki luôn. Đó, rất đẹp và mố. Tiếp theo nữa là cái chống đổ. Đó. Bảo vệ cái nước này em này. Xi nhan trước thì lắp được xi nhan led gọn là gàng. Ghi đông thì độ ghi đông hơi nhô cao một chút để anh em đi đỡ mỏi mệt em nhé. Và lên một cặp trọ sáng ở trên ghi đông luôn. Con này thì bản màu trắng này rất hiếm em nhé. Và bên shop mình cũng đã lên cho nó một bộ tem mới. Tem này tem 2016 em nhé. Anh em nhìn. Tem 2016. Con này là tem mình in tem, tem chrome em nhé. Tem xịn nhất luôn bây giờ đấy. Tem chrome luôn, không phải in tem thường. Thì nhìn xe nó bóng bẩy và đẹp hơn rất nhiều. Đầu tiên mình lấy con này về thì nó màu đen. Màu đen và bóc ra thì nó không còn tem các thứ nữa. Thì mình quyết định mình phải cho nó một dàn áo mới. Nên là mình quyết định lên bộ tem màu này. Nhìn cũng rất là đẹp anh em ạ. Con này giá rất thơm em nhé. Con này giá rất thơm luôn. Chỉ 170 mấy triệu thôi. Là anh em sở hữu luôn một con Z800 2015 bản ABS. Thì con Z8 này mình làm rất nhiều clip về con Z8 này rồi. Có lẽ là anh em sẽ xem lại clip của mình để phân biệt những đời Z8 và giá cả trên này nhau nào. Mình nói qua một chút nhé. Ví dụ như con Z8 2015 này mà bản không quá ABS thì nó rơi dao động khoảng độ 150 đến 160 triệu tùy vào chất lượng xe và đồ chơi xe. Và bản có ABS như con này thì nó sẽ dao động khoảng độ 170 mấy đến 180 triệu tùy vào chất lượng em nhé. Tùy vào chất lượng xe và đồ chơi xe. Như con này là bản có ABS. Anh em nào mua phải bản không ABS thì nó rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn khoảng độ 15 triệu. Đó. Tiếp theo là con CVR 250 này. Con này thì xong mình bán rồi em nhé. Con này mình đã nhận cọc rồi và chiều nay sẽ giao cho em trả Thanh Hóa luôn. Và chiều nay mình xong mình sẽ về con Ninja 400 độ full đồ em nhé, full phè phè luôn. Con này thì xong mình cũng đã lên đồ chơi là lốp trước Michelin này em này. Lốp trước Michelin. Con này mình nói qua rồi thì mình bán rồi, lốp trước Michelin và Bo Akamovic này. Bo Akamovic của lối Sirion. Đó. Lốp sau thì là chủ trước đã độ Michelin Rod 4 rồi, 160 rồi. Đó. Và con này đã được thay full gói combo nhớt bên mình. Đó. Con MT03 này thì bán rồi, một em nữa là xe giao. Tiếp theo là con MT03 ở giữa này, con này là 2018 anh nhá. 2018. Rất đẹp luôn. Đi hơn 1 vạn chuẩn đét luôn em nhá, hơn 1 vạn chuẩn đét. Con này thì sau mình bán là con này xong mình bán là 89 triệu em nhé. Con này thì lên bô AKHP này. Bảo vệ cái nước này. Và chống đổ này. Đó. Con này thì một chủ từ đầu zin rất là đen, gai lốp vẫn còn nguyên. Clip trước mình cũng quay con này cũng tương đối kỹ rồi. Tiếp theo nữa là con MT03. Con này là 2017. Con này xong mình bán là 85 triệu em nhé. 85 triệu. Con này cũng zin đét luôn. Cũng lên chống đổ bảo vệ cái nước. Lốp sau lên lốp 150. Mình sẽ dành thời gian hơi nhiều hơn một chút cho hai con Exciter này. Thì con Exciter này là 2019 đấy nhá. Euro của nó là 6.000 km anh ạ, 6.000 km. Bản này là bản màu đỏ. Màu đỏ này là màu đỏ nhám anh nhá, màu đỏ nhám. Nó giống như màu đen nhám ấy, nó không phải là bóng. Đó. Thì anh em muốn xem ảnh chi tiết thì anh em cứ nhắn tin vào Zalo của mình sẽ gửi cho anh em ảnh chi tiết. Đây mình sẽ cho anh em xem Euro luôn nhá. Mấy con kia thì quay nhiều rồi, con này thì mới về 6.600 anh em nhé. Xe như mới luôn, đây mình sẽ quay cận cảnh cho anh em này. Xe như mới luôn. Đấy. Xe con này thì quá đẹp luôn anh em ạ. Một chủ từ đầu anh em nhé. Bảo vệ kén nước này, dè che bùn ở phần cổ bô này. Đấy, con này nói chung là không lên gì cả, tại vì là chủ xe là cũng tầm khoảng 3x rồi nên là không độ đẹp gì cả. Con này vứt xó khoảng độ lửa lăm không đi thì phải, mình theo mình đoán là vậy, tại vì anh em nhìn lốp sau và lốp trước vẫn còn non hơi, bên mình còn chưa bơm cơ. Xích thì chưa tăng một lần anh em ạ. Xích chưa tăng lần nào luôn, đi để xích nó nhão nhét ra về xong mình phải tăng lại xích. Đó. Con này thì bên mình bán hơn 30 triệu em nhá. Hơn 30 triệu con Exciter này. Tóm lại thì ở thị trường thì mình thấy rất nhiều nơi bán nó cũng rẻ rẻ hơn một chút đấy, nhưng mà thực sự ra anh em đến xem tận nơi chất lượng xe nào thì mới nói lên cái giá cả anh em ạ. Nhiều anh em cứ bảo là đắt mới rẻ, thực ra là rẻ nó có cái giá của rẻ và đắt nó cũng có cái giá của đắt anh em nhé.
Đấy, đừng so sánh cái kiểu là những cái xe mà nó kém chất lượng một chút và rẻ hơn một chút thì điều đấy đều đương nhiên rồi. Như kiểu con Winner kìa, mình giao 29 triệu nhờ bố vào bảo là xe Winner X bây giờ 40 triệu mà ông bán con này là 29 triệu thì mình thấy nó hơi hơi buồn cười, tại vì một chiếc xe chênh nhau tận hơn 10 triệu nhưng mà con này là đăng ký tháng 12 năm 2018 thì con này không khác gì 2019, chỉ đi được một năm hơn một năm thôi. Mà cái con này là bản V1 mà màu đen nhám này rất hiếm anh em nhé. Con này về cái độ chất, độ đẹp thì rất hiếm một chủ từ đầu. Chứ không phải như mấy con 2016, 2017 nó xấu rồi mà anh em bán 24, 25 triệu thì so với con này thì thua thua quá xa luôn. Đó, tóm lại là cái chất lượng xe nào thì tương đương với đồng tiền nó như vậy. Tiếp theo là con Exciter 2018 anh nhá, con này là 2018 này. Con này thì đổ lên cặp lốp trước Michelin, lốp trước là Michelin 80 80 em nhé, còn lốp sau là 140, rất to luôn. Em mình sẽ quay ngang cho anh em xem một chút. Đây. Đỏ trắng em nhé, đỏ trắng. Bản giá C đây, lốp 140 em nhé. Đó. Bát biển gập đút gầm rồi. Con này thì vẫn bát biển zin, con này thì biển VIP đây này. 566 58 này. Con này vẫn lốp zin, tất cả zin hết. Và con Winner kia thì mình nói rồi, 29 triệu, xe cũng một chủ luôn, từ đầu đi 9.000 cây. Đó. Con Exciter này thì bên mình bán giá rất hợp lý luôn. Khoảng độ 29 triệu 500 anh nhé, 29 triệu 500. Con này thì hơn 30 triệu, con kia thì 29 triệu. Anh em nào muốn biết giá cụ thể thì cứ nhắn tin Zalo mình nhé. Đó. Ok, cảm ơn tất cả xem clip mình nhé.